Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Như vậy, hiện gạo nằm trong nhóm những mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu tỷ đô la Mỹ và ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm. Nguyên nhân là nhờ các thị trường chính như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore đều tăng mua hàng Việt. Trong đó, các cuộc đấu giá gạo của Philippines quý 1 luôn có hàng Việt chiếm phần lớn.